màu xanh này là cây hương nhu để gội đầu của Việt Nam, mà bên Mỹ này họ làm gia vị, họ làm gia vị ăn với món mì Ý, spaghetti. Trời ơi, toàn mùi như thứ nước gội đầu cả nhà ơi, không biết có ăn nổi hay không. Lần đầu tiên ăn cái mì Ý này, thấy nó ghi bên ngoài mỗi chữ cà chua không, rồi mình hôm trước cái mì Ý của Michel là toàn bơ, toàn cheese, phô mai, thành ra là phải cắt một quả cà chua cho vào mới ăn được. Hôm nay thấy cái hộp này nó ghi sẵn có cà chua, quên không đọc kỹ, ở bên trong toàn là hương nhu thôi. Đó, bây giờ đun lên là toàn mùi hương nhu. Cái cây của nhà ông Ấn Độ trồng ở đầu nhà đây nè. Hóa ra cái cây này họ dùng để ăn. Ở mình dùng để gội đầu, ở bên Mỹ họ dùng để làm món ăn đó cả nhà ơi. Bảo sao cái cây đó nhiều người thích. Giống như mình ăn kinh giới tía tô mà họ không biết là cái cây gì. Ngon quá, ngon quá.